Thưa quý vị, hoạt động trong môi trường doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chi bộ trường Mầm non Hoa Mai, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, tham gia xây dựng và lãnh đạo nhà trường phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của đơn vị và người lao động. Năm 2016, sau 4 năm thành lập và hoạt động, trường Mầm non Hoa Mai, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã hình thành được tổ chức đảng trong nhà trường. Khi mới thành lập, chi bộ chỉ có 3 đảng viên, trong đó có một đảng viên được đảng bộ phường tăng cường. Bám sát tôn chỉ, mục đích, chi ủy đã thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, phát huy vai trò của chi bộ, lãnh đạo người lao động chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn luôn đặt cái nhiệm vụ là làm sao để cho giáo dục tốt cái công tác chăm sóc giáo dục của nhà trường, thì dựa trên những cái công văn chỉ đạo thì chúng tôi thực hiện, đặc biệt là theo cái thông tư 28 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bên cạnh đó thì có những cái nghị quyết của đảng và chúng tôi cập nhật và truyền tải đến cán bộ giáo viên kịp thời để làm tốt cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên tập hợp người lao động, tạo động lực trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần vào sự tăng trưởng của đơn vị. Với người lao động, được làm việc trong môi trường có tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể là điều kiện để người lao động rèn luyện, phấn đấu. Được làm việc trong môi trường có đầy đủ các tổ chức như tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và tổ chức chi đoàn thì em cảm thấy yên tâm công tác hơn. Như tổ chức đảng thì là định hướng cho em những mục tiêu trong công việc để em cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi cái công việc của mình. Còn như công đoàn thì chăm lo đời sống, chăm lo sức khỏe cho cán bộ giáo viên nhân viên để từ đó em yên tâm hơn công tác trong công việc. Còn đoàn thanh niên thì giúp em tham gia hoạt động các phong trào, giúp em năng động hơn. Sau 4 năm hoạt động, chi bộ đã kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào đảng và giới thiệu nhiều quần chúng tham gia lớp học tìm hiểu về đảng. Qua đó, tạo nguồn phát triển đảng có chất lượng và chiều sâu. Những quyết sách, nghị quyết của chi bộ luôn gắn sát với nhiệm vụ của nhà trường. Lúc nào tôi cũng tạo mọi điều kiện, tạo cái môi trường rất là bình đẳng để cho các cô trong trường thể hiện hết cái tâm huyết của mình, cá nhân của mình để xây dựng góp phần sự nghiệp giáo dục mà tất ý hiện nay. Đến nay, trường có 28 giáo viên đứng lớp, đón nhận 350 cháu từ 2 đến 5 tuổi theo học. So với khi mới hoạt động, số lượng học sinh đã tăng 150 cháu. Đội ngũ giáo viên và người lao động luôn yên tâm gắn bó với nhà trường.